Hey, feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. Đêm 18 tháng 9 năm 2020, Capitan Petrin de Academy đã gây sốc khi chỉ mất đúng 6 giây để knock out đối thủ đầy kinh nghiệm Phenom Perfugus trong đêm On El New Bridge 3 của One Championship. Capitan không xa lạ gì với giới võ thuật Việt Nam, bởi trên hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 2017, võ sĩ này cũng đã đụng với một cao thủ Muay Thái Việt Nam. Straight to the stage, they love me. Lúc đó là giả sĩ này đụng chung với khung mình ở hàng cân 71. Thì thể trạng cũng như chiều cao và thể trạng của chung với khung mình rất là tốt. Nhưng để hạ đối thủ trong 6 giây, các võ sĩ Thái Lan phải tập luyện như thế nào? Và vì sao trong bối cảnh cả thế giới đóng băng các giải võ thuật quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì T1 vẫn có thể tổ chức được ở Thái Lan với dàn võ sĩ chất lượng? Sau một trận đấu thì người ta lại sợ chịu trách nhiệm. Người ta ra lệnh đấu là bị cấm đoán một số đòn, cụ thể là những đòn từ chỗ đầu gối, là những đòn sát thủ của võ. Thế thì bị cấm. Phải nó lại khác. Tại ngày xưa mà nó qua đây nó đánh á, thì tôi hiểu biết á, là nó 8 tuổi, 10 tuổi gì đã đưa nó vô chùa rồi. Cái giờ sĩ cũng như là người dân á, họ tập luyện rất là nhiều. Và họ có thể theo đuổi cái võ thuật để là một cái phần cuộc sống của họ, để thay đổi cuộc họ đời họ. Bây giờ, cùng với các võ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay và những võ sư đánh đài nổi tiếng trong quá khứ, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận knockout 6 giây của Capitan để thấy sự khác biệt trong dòng chảy phát triển của hai nền võ thuật Việt Nam và Thái Lan. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Võ Việt. Chàng trai này là Nguyễn Kế Nhơn, võ sĩ Muay Thái chuyên nghiệp, là bạn của Capitan nhờ những chuyến tập huấn thi đấu chuyên nghiệp tại Thái Lan. Nguyễn Kế Nhơn cũng là võ sĩ chuyên nghiệp duy nhất tính cho đến thời điểm này của Việt Nam có được một chiếc đai Muay Thái nhà nghề của tổ chức uy tín WBC. Trong các trận đấu của Capitan, tên thật Anuang Khatamarasri, Nguyễn Kế Nhơn nhớ nhất trận đấu của võ sĩ này ở SEA Games 2017, bởi đối thủ của Capitan ở bán kết khi đó là một võ sĩ rất tiềm năng của Việt Nam. Nhân cũng cũng năm 2016 cũng từng có mặt vào đội tuyển quốc gia, và đến năm 2017 thì hàng cân của Nhân là hàng cân 51, không có tham gia SEA Games. Nhưng Nhân cũng theo dõi, cũng ủng hộ đội tuyển Việt Nam tham gia SEA Games năm 2017. Nhân có một người đồng đội của đội tuyển Bình Dương Nhân là đánh hàng cân 71, giờ sĩ Trương Quốc Hùng, cũng từng đụng độ và gặp ở giờ sĩ này ở dòng tranh huy chương. Nếu mà xét vào hình lúc đó là giờ sĩ này đụng Trương Quốc Hùng mình ở hàng cân 71, thì thể trạng cũng như là chiều cao và thể trạng của Trương Quốc Hùng mình rất là tốt hơn giờ sĩ Thái Lan rất nhiều. Nhưng có lẽ vì tính gì cái kinh nghiệm của giờ sĩ Thái Lan dồi dào hơn, cũng như cái bản lĩnh thi đấu nhiều hơn, nên khi mà thi đấu với Trương Quốc Hùng Việt Nam mình nó có sự chênh lệch, và giờ sĩ Thái Lan đã chiến thắng Trương Quốc Hùng Việt Nam. Trong khi Hùng ở Việt Nam là một giờ sĩ rất có tiềm năng và sở hữu những đòn đấm và đòn đá rất liệt, nhưng khi gặp dưới giờ sĩ Thái Lan thì hình như anh không khai thác được nhiều. Sau SEA Games 2017 ở Malaysia, Capitan càng thành công vang dội với 3 lần vô địch Muay Thái thế giới và giành nhiều đai chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ngay trong lần thi đấu ở One, lại đánh ở thể thức kickboxing trước đàn anh từng 6 lần vô địch Muay Thái và kickboxing thế giới là Petanong. Nhưng Capitan lại có thể gây sốc khi knock out đối thủ sau đúng 6 giây. Tại sao Capitan có thể gây nên cú sốc này? May mắn là nhưng cũng có kết bạn và cũng theo dõi hai giải sĩ này. Thực sự hai giải sĩ này của Thái Lan đều là những giải sĩ giỏi và đỉnh cao hết. Một người một từng là con một giải sĩ giỏi của Buka Benjamin, và từng giữ đai WBC và WBMC, cũng là giữ cúp tournament của giải Cung Ương Phai rất lớn của thế giới, và một giải sĩ hiện là giữ đai Germany của Best Body. Khi trận đấu trước khi xảy ra thì Nhân đánh giá đây là một trận đấu rất là hay, ngang cân tài cân sức. Nhưng khi
tiếng còi vừa bắt đầu thì với một đòn đấm thẳng trực diện từ tay phải của dự sĩ Big Body đã kết thúc trận đấu trong vòng 6 giây, quá nhanh và quá bất ngờ. Nhưng theo Nhân nghĩ đó cũng là nó may mắn và bất ngờ ở đây là cái yếu tố kết thúc trận đấu quá sớm thôi. Nhưng mà ở những dự sĩ đỉnh cao như hai dự sĩ đó thì cái sự biết về nhau và tìm hiểu với nhau đã rất kỹ. Và cái có thể là cái đó cũng là một chiến thuật mà của dự sĩ của Big Body đã nghiên cứu trước. Vì dự sĩ của Big Body cũng từng vô địch boxing ở giải Emmy. Và cái đòn tay sau của bạn, tay phải bạn rất là nặng. Có thể bạn tận dụng cái khoảng đầu hiệp của sự chưa tập trung của dự sĩ Bukao cũ. Và hai dự sĩ này, một dự sĩ đánh southpaw, một dự sĩ đánh kèo thọng bình thường. Nên là khi bạn dùng cái đòn tay trái của mình chặn cái đòn tay phải nghịch kèo của bạn southpaw và kết thúc đòn bằng một đòn đấm tay thẳng trực diện rất là nặng và cũng rất là bất ngờ, đã khiến cho dự sĩ của Bukao cũ, Banjamek cũ quá bất ngờ và tâm có thể là chưa tập trung nên là còn thả lỏng nên đã kết thúc trận đấu rất là sớm. Nhưng 6 giây lịch sử của Capitan là kết tinh của cả một quá trình đào tạo bài bản và rất dài. Không chỉ cá nhân võ sĩ này mà còn là sự nỗ lực có tính kế thừa trong suốt chiều dài lịch sử của cả một nền võ thuật. Theo những võ sư đánh đài xưa như Trà Bá Hường hay Hồ Tường thì không phải thời điểm này mà từ những thập niên 1960, 1970, người Thái Lan đã có sự đầu tư rất bài bản cho tài năng võ thuật. Thời điểm đó, võ thuật và võ đài tự do của Việt Nam cũng phát triển tương đương Thái Lan. Nhưng rồi, do nhiều yếu tố, võ đài Việt Nam bị gián đoạn, chững lại và nhìn người Thái bứt phá. Thật ra võ truyền nó có một quá khứ huy hoàng, đấu rất giỏi. Ví dụ như là tôi vẫn còn được cái hình chụp cái program Chú Hữu Võng vào tháng 12 năm 1974, ta mời 6-7 người gì đó, võ sĩ vô địch của Hồng Kông ở đây. Tôi nhớ không làm là sao, mà ta luộc hết năm. Là ta giỏi đi cỡ nào. Trước đó ta đấu nhau với Thái Lan, đấu với Lào, Campuchia, Indonesia. Tức là đấu theo luật kickboxing, giống như là Muay Thái vậy đó. Thì thoải mái từ chỗ đâu gối thôi. Đấy, thì có thể nói khả năng thi đấu đối kháng của gọi là có. Thế nhưng mà trong Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam hiện nay bị giới hạn bởi vì rằng người ta không cho sử dụng những đòn từ chỗ đầu gối. Người ta nói rằng như vậy đòn đó là nguy hiểm, cấm. Nhưng mà cuối cùng thì lại cho Muay Thái là sử dụng. Cho nên xảy ra một tình trạng như thế này. Nhiều người đào tạo võ sĩ giống như người của Nhật Bản cho nó qua đấu mà không đấu được võ sĩ. Tôi nói ví dụ như Nguyễn Trần Duy Nhất, gia đình dòng dõi Nguyễn Trần Duy Nhất là toàn đấu võ tự do, không nói trước giải phóng năm 1984, người dẫn võ sĩ ra Phú Yên đấu với võ đường Tấn Tương Lai. Cái võ đường Tấn Tương Lai là gì? Là bác của Nguyễn Trần Duy, đấu với tôi đấy, thì đấu giống như tôi. Nhưng mà sau đó thì mình bắt đầu mới lệnh cấm không được tổ chức võ đài, người ta cho là chui như vậy, từ đó mới bó lại. Và thấy khó khăn quá, đến những năm 2000 nó bắt đầu cho du nhập gọi là Nguyễn Thái luôn để giải quyết cái khó khăn của chỗ mà sử dụng từ chỗ đồ đó. Và tôi cho rằng những người mà chịu trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Việt Nam phải thấy rằng do cái sự cấm đoán của mình nói đánh cùi giỏ đầu gối là nguy hiểm, thì bây giờ tại sao lại cho Muay Thái nó đánh vậy nguy hiểm, cũng là người Việt Nam mà mình lại cho cái môn đó đánh nguy hiểm, còn môn này là mình cho. Còn Thái nó lại khác, tại ngày xưa mà nó qua đây nó đánh á thì tôi hiểu biết á là nó 8 tuổi 10 tuổi gì đã đưa nó vô chùa rồi, ban ngày học chữ tối nào học nghề, bởi nó đánh ra cũng đâu có lợi nó đâu. Mới đánh đâu lợi nó,
nó quy củ, thấy không? Ban ngày học chữ, tối nào chiều nó học nghề võ. Còn mình á, nói thẳng ra, bây giờ tiền bạc, cái thứ nhất là tiền, thứ hai là một người thầy phải thường tân thượng đài mới nắm được hiểu biết. Thật sự á, nhớ cũng được tập luyện ở Thái Lan và mà may mắn hơn là Nhân đi rất nhiều lần. Và một phần nữa là Nhân có một thời gian được tìm hiểu và mình thích được cái mình yêu thích Muay Thái nên có tìm hiểu kỹ về cái cách tập luyện cũng như là cái sự tiếp xúc của các giáo sĩ Thái Lan. Và các giáo sĩ Thái Lan hầu như là họ được tập luyện và tiếp xúc rất sớm, có khi là 5-6 tuổi hoặc 7-8 tuổi họ đã được tập luyện và đã được thi đấu rồi. Nên cái sự trôi vàng và tập luyện, cái kinh nghiệm thi đấu của họ được đúc kết rất lâu. Và cái khả năng nhờ cái sự tập luyện và thi đấu ấy, thời gian dài như vậy nên là nó làm cho cái giới sĩ Thái Lan nó được trôi giàu hơn. Họ có một cái kinh nghiệm cũng như một cái bản lĩnh thi đấu rất là kiên cường. Dịch Covid-19 phần nào chứng minh cho nền tảng võ thuật của Thái Lan tốt như thế nào? Bằng chứng là các sự kiện của One Championship ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam phải hủy bỏ, bởi các võ sĩ khắp nơi trên thế giới không dễ quy tụ về một địa điểm do dịch. Nhưng Thái Lan vẫn tổ chức được bình thường, bởi họ có quá nhiều võ sĩ nội đủ đẳng cấp và những võ sĩ nước ngoài đang sinh sống ở Thái Lan. Tiềm năng của võ sĩ Việt Nam là có, nhưng làm thế nào để đạt được một nền tảng như Thái Lan? Cái võ sĩ cũng như là người dân á, họ tập luyện rất là nhiều và họ có thể họ theo đuổi cái võ thuật để là một cái phần cuộc sống của họ, để thay đổi cuộc họ đời họ. Nên ở Thái Lan á, ngồi võ sĩ Thái Lan ra thì cũng nó là một cái nôi mà cái võ thuật rất là mạnh, nên là các võ sĩ nước ngoài cũng đổ về Thái Lan tập luyện rất là nhiều. Nên là khi mà cái Covid xảy ra thì hầu như trên toàn thế giới thì các cái phong trào võ thuật, các sự kiện lớn đều tạm ngừng. Nhưng mà Thái Lan vẫn hoạt động bình thường và hiện tại đang xu hướng phát triển nhiều, diễn ra nhiều hơn nữa, nhiều sự kiện hay hơn nữa. Bây giờ họ có nhiều võ sĩ, rất nhiều võ sĩ ở trong nước cũng như có nhiều võ sĩ nước ngoài tập trung nhiều đó tập luyện. Nên khi mà vẫn còn tổ chức được sự kiện đó là nhờ cái nguồn võ sĩ dồi dào của Thái và những võ sĩ nước ngoài tập trung về Thái tập luyện. Thật sự hiện tại á, cái võ thuật Việt Nam á, được mọi người biết đến và ủng hộ cũng được mấy năm gần đây thôi. Trước kia thì Nhân cũng có một số anh em của Nhân theo đuổi đam mê thi đấu, nhưng mà khi mà kết thúc ra thì họ lại bỏ, không còn gắn bó với nghề, họ quay lại một cái cuộc sống bắt đầu lại những cái ngành nghề khác. Điều đó cho ta thấy là ở Việt Nam mình cái nghề võ vẫn chưa được chú trọng rất bằng các cái ngành nghề khác, nên người ta, những người đam mê võ họ chơi theo đam mê chứ không, họ không xác định đây là một cái ngành nghề lâu dài. Nên đỡ mà mình thấy bắt kịp được Thái Lan thì Nhân mong muốn giống mình như ở Thái Lan mình có cái hậu đãi gì sau, cũng như là một cái gì đó mà tạo cho người chơi võ họ có niềm tin là mình theo đuổi đây là một cái ngờ có thể nuôi sống mình và có thể nó đeo đuổi mình cả cuộc đời, nó ở giúp mình lao động và kiếm sống cả cuộc đời chứ không phải là chỉ là một thời gian ngắn. Rồi khi mình kết thúc cái sự nghiệp thi đấu thì mình sẽ bắt đầu là một con số không, bắt đầu là một cái ngờ khác. Cú đấm Capitan phần nào cho thấy sức mạnh của võ thuật Thái Lan. Mà nếu muốn đuổi kịp họ, Việt Nam cần xem trọng võ sĩ như một cái nghiệp và cần sự đầu tư bài bản để phong trào võ thuật Việt Nam bùng nổ như nó đã từng được xem trọng và bùng nổ trong quá khứ. Chuyển động cùng Võ Việt.